Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình lại đi vào một cái vườn để cải tạo cái hệ thống, chuyển từ hệ thống van từng van van từng hàng cho một cái vườn ở sầu riêng ở Đồng Nai. Và cũng vẫn là cái phương án là sử dụng cái dây nước. Ở đây là dây nước này, nhìn như dây điện vậy đó. Đó. Thì nó cặp theo đường dây điện đi qua bên kia luôn. Tại cái vườn này nó phân ra qua cái con đường kia là hai mảnh nha các bạn. Thì cái dây này là dây nước dẫn về là về tín hiệu van. Đây. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn thấy là dây nước đi về nó sẽ như thế nào. Cái vườn này thì lắp chưa có xong ha, chưa có lắp xong cái hệ thống van nước. Đây, dây được kéo về đây ha. Và chỉ có một ống từ trạm trung tâm đi ra. Cũng là một cái mô hình cũ là cái bét. Đây. Rất là nhiều bét. Bao la bạt ngàn luôn. Đấy. Thì bét này lưu lượng nó khá lớn cho nên là tưới không được bao nhiêu gốc hết. Và kiến hay chui vô cho nên là nó sẽ gây nghẹt bét. Đây là cái vườn sầu riêng. Và ta thấy là cái đường ống mà chúng ta sử dụng này là ống HDPE ha các bạn. Đây. Nó như thế này đây. Chỉ cần sau 1 năm, 2 năm mà phơi nắng là nó sẽ nắp bét như thế này. Đó. Đây ha. Thì ống bên mình các bạn sử dụng là nó sẽ không bị như vậy. Đó. Đây là cái đường dây nước này. Các bạn thấy đây là cái đường dây nước mà dây tín hiệu này, kéo về trạm trung tâm này. Đó. Kéo về. Và cái khúc này là được chôn rồi nha các bạn. Thì khi mà kéo về xong rồi á, thì mình lắp. Ở đây là vẫn chưa đầu tư là cái ống à, ha. Đây thì các bạn cái hôm trước mình có quay video á, thì nó chưa có rõ ràng về cái vấn đề về cái van để ở đâu. Nhưng mà đối với cái này thì các bạn sẽ thấy này, cái van ở đây là không có một tí điện nào nha các bạn. Chỉ lắp cái dây nước này vào là xong này. Đây. Đây có một cái dây nước là sẽ lắp vào. Đó. Lắp vào trong cái van này sẽ lắp luôn. Chúng ta sẽ kiếm một cái cây. Chúng ta sẽ cắm bốn cái cọc sắt xung quanh đây để cao lên để mình làm dấu. Đây. Đó. Thì cái van này là mình để ngoài vườn á. Cái ống này là ống cũ nha. Hệ thống ống cũ. Thì hồi xưa là lắp cái hệ thống tưới ở đây á, là van nhiều lắm. Cứ van tưới được có mấy chục gốc à, 2-30 gốc gì à. Đó. Thì cái khu vực này là bắt đầu cải tạo qua bét bên mình. Đó. Đó, van đi dọc xuống dưới kia nha các bạn. Là sẽ chia ra thành nhiều đoạn van. Mình sẽ đi xuống cho các bạn xem. Ở bên cái vườn bên kia kìa, như cái rừng rậm bên kia kìa, cũng là sầu riêng không nha các bạn. Ở trên đỉnh ở mỗi cái ngọn sầu riêng á là có một cái bét phun thuốc rồi, nhưng mà lại không có xài được, tại vì dùng cái bét đó có một bét thì không có ăn thua đâu, và lưu lượng bét đó cũng khá lớn. Để phun thuốc là không có được, mà muốn phun thuốc á thì đối với cây sầu riêng á là phải tốn rất là nhiều tiền cho một cây. Phải nằm tầm ở độ là
mấy trăm nghìn một gốc á, tại sầu riêng nó trồng cũng thưa nha các bạn. Và một gốc như vậy mình phải làm 7-8 bét thì phun thuốc nó mới hiệu quả. Ở đây là các bạn là cũng thấy là một thêm một cái van ha, cứ một đoạn như vậy là sẽ có một cái van. Đó. Thì cái van này sẽ phân tách ra là đây, sẽ đấu nối vào đây nè ha. Cái đường này là của cái van trên này. Còn cái đường này là của van dưới xuống đây. Nó sẽ đi xuống dưới đây nha các bạn. Đó. Nó sẽ đi xuống. Các bạn có biết cái này là cái gì không à? Đây là cái lỗ cũ, cái van cũ này. Đó, ở dưới kia cũng có hai cái kìa. Đây, ở đây nè. Mình thấy nè. Đây. Thì cái hệ thống cũ á, mà tưới á, đây các bạn thấy cái van đâu nè. Đó. Thì hệ thống cũ tưới là tốn rất là nhiều van. Nhưng mà khi xài qua bét bù áp bên mình thì sẽ không cần phải xài nhiều van nữa. Đó. Đây. Làm thành các cái van điện. Từng khu từng khu. Cái số lượng van điện này thì nó lại phụ thuộc vào cái máy bơm nha các bạn. Và đường kính ống. Ví dụ như đường kính ống của mình là 60mm á, thì nó chịu được khoảng tầm 25 khối. Mà nếu mà chúng ta sử dụng bét khoảng tầm 100 lít á, 100 lít á, thì nó sẽ phải ở đây cái van nữa ha. Cũng có cái dây đó là dây nước ha. Không có một cái dây điện nào nha các bạn. Không phải luồn ống rụt gà hay là ống gì hết. Thì cái phương pháp này là hầu như là chỉ có bên mình là làm thôi, còn các đơn vị khác hầu như là vẫn đang luồn dây điện về. Thì đây cái van này rất là đặc biệt nha các bạn. Cái van này rất là đặc biệt đó. Thì sử dụng cái van này thì các bạn sẽ không cần phải kéo dây điện về. Đây. Các bạn nhớ là chúng ta cũng không cần thiết phải đi ống HDPE như thế này. Chúng ta có thể đi ống PVC. Đi ống PVC thì cái việc mà đấu lại cái cuối như thế này nó sẽ khỏe hơn. Các bạn thấy là phải nung nè. Ha. Rất là khó chịu. Rồi cái ống ở dưới đó là cũng ống HDPE ha. Là cái ống cũ á, tận dụng lại, vẫn đang sử dụng. Nhưng mà nếu mà bỏ trên mặt là nó sẽ hư. Đó. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là cái cách để chúng ta làm cho cái vườn sầu riêng, vườn cây của chúng ta là sử dụng cái phương án là gắn bét lưu lượng sầu riêng thì khoảng một gốc là khoảng cả tầm 100 lít trên giờ. Hai gốc là 200 lít trên giờ. À, xin lỗi, hai bét là... Một bét là 100 lít trên giờ, hai bét là 200 lít trên giờ. Thì nếu mà chúng ta tưới một tiếng á, thì nó sẽ được 200 lít trên giờ. Và nếu mà chúng ta tưới 3 tiếng á, thì được 600 lít trên giờ. Như cái cây này á, là chúng ta phải tưới 3 tiếng nó mới đạt. Đó. Nó mới ướt đẫm được. Đó, từ 3 đến 6 tiếng nha các bạn. Đầu kia là có một cái áo để mà xua đuổi mấy cái con sóc gì đó ha. Ban đêm mà đi vô là chắc có lẽ là mình sẽ hơi giật mình ha, quay phim lên rồi đèn lên á. Đó. Thì với phương án như vậy là chúng ta sử dụng cái van đi kéo vào trong cái nhà tâm kia. Đó. Và chúng ta điều khiển. Giống như video trước mình đã chia sẻ thì cái phần video trước nó lại không có cái van ở ngoài vườn. Tại vì anh Dũng anh đã lấp mất tiêu rồi. Thì bây giờ là cái vườn này là vườn khác của một người khác, họ
họ cũng kêu lắp. Đây, sau khi lắp thấy hiệu quả thì họ kêu lắp. Đây, cái đường ống này bịt lại nè các bạn. Đó. Thì họ thấy hiệu quả nên họ kêu anh Dũng vô lắp cho họ cái van điện vô nữa. Đó, cải tạo lại cái vườn để mà tưới tự động, không cần phải không cần phải mình đến bật ha, nó cứ tự động khi nào mình cần thì nó bật. Thì những cái vườn xung quanh theo mình nghĩ là nếu mà thấy cái hướng mà tự động hóa này mà không phải tốn con người trong cái việc tưới tắm này á, thì có thể họ cũng sẽ đầu tư. Mình sẽ qua bên này cho các bạn xem cái đây, mấy anh em đang làm đây, cải tạo lại cái vườn bên bên này nè, là toàn là béc này, cây nó phủ kín hết rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, béc rất nhiều nha các bạn, và cái độ đồng đều nó sẽ không có. Nó sẽ không có ha. Đây, các cái loại điều khiển của bên mình. Ừ. 24V AC/DC ha. Đó. Thì sẽ bật tắt mở trên đây được ha. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà có nhu cầu lắp van điện thì cứ liên hệ với lại A-Shop. Ở đây có Dũng A-Shop chuyên đi bắt van điện này. Ừ. 0987 67 67 nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.